Puka, Lan Ngọc, Diệu Nhi nằm đầu trong top 10 kiều nữ game show được yêu thích nhất. Xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng là Thúy Ngân. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Thúy Ngân còn sở hữu khiếu hài hước, thông minh và mỗi lần tham gia game show đều khiến khán giả suýt xoa vì khuôn mặt bắt kịp xu hướng của mình. Trái ngược với vai diễn hân đanh đá trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thúy Ngân mỗi khi xuất hiện trong các chương trình truyền đã và đang nhận được những phản hồi tốt đẹp từ phía khán giả, người hâm mộ. Thúy Ngân trở thành thỏi nam châm thu hút khán giả bởi sự thông minh, xử lý tình huống. Những khoảnh khắc vui nhộn mà Thúy Ngân mang đem đến chương trình còn rất tự nhiên, tinh tế. 9. Thu Trang. Dù đã khá lâu Thu Trang ít tham gia game show, nhưng có một giai đoạn Thu Trang trở thành cái tên đắt giá mà game show nào cũng muốn mời gọi. Chính việc đó cũng làm cho cô bị áp lực. Có lần cô từng chia sẻ, tôi là nghệ sĩ xuất thân từ sân khấu, tôi cũng từng có thời gian xuất hiện game show rất là nhiều. Có thời gian tôi, Trấn Thành, Trường Giang xuất hiện game show liên tục mà. Mỗi người nghệ sĩ đều lựa chọn con đường riêng mình đi. Giống như tôi, những năm trước tôi vẫn tham gia game show, nhưng đến một lúc nào đó tôi thấy đã đủ rồi. Vì bản thân tôi khi tham gia những game show mà mình từng tham gia, tôi cũng thấy nhàm chán với chính mình nên tôi cũng sợ khán giả sẽ nhàm chán tôi nên tôi mới chuyển qua làm phim. 8. Nam Thư. Được mệnh danh là kiều nữ làng hài, Nam Thư hiện đang vô cùng đắt show trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, nhà sản xuất, ngôi sao truyền hình thực tế. Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, cô đã có trong tay nhiều sản phẩm web drama triệu view. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên các game show giải trí như Cười Xuyên Việt, Danh Hài Đất Việt, Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Ngạc Nhiên Chưa và rất nhiều các chương trình truyền hình khác. Luôn xuất hiện với hình ảnh là một nữ diễn viên quyến rũ và xinh đẹp nhưng không kém phần cá tính, đậm chất riêng nên cô được khán giả ủng hộ và yêu thích rất nhiều. 7. Sam. Xuất phát điểm là một hot girl xinh đẹp được nhiều người yêu thích, Sam dần dà chứng minh thực lực của bản thân bằng nhiều vai diễn ấn tượng. Không còn là nàng hot girl 9X đời đầu chỉ được mỗi vẻ đẹp bên ngoài, nữ diễn viên đã chinh phục được nhiều khán giả khó tính bằng gương mặt khả ái, cùng sự duyên dáng, dễ thương trong lời ăn tiếng nói. Điểm qua một số chương trình mà Sam làm MC như Biệt Tài Tí Hon, Sàn Đấu Ca Từ, Phản Ứng Bất Ngờ. Cả ba game show này đều nhận được sự quan tâm và đón chờ nồng nhiệt từ người xem. Bên cạnh đó, Hot Girl 9X còn nhận về vô số lời mời tham gia game show từ các chương trình truyền hình có lượt theo dõi cao như Giọng Hỏi Giọng Ai, Cà Phê Trưa, Thiên Đường Ẩm Thực, Chạy Đi Chờ Chi, Người Bí Ẩn, Uống Ba La Ra Chữ Gì. Ha Ji Won được xếp ở vị trí thứ 6. Bà xã Trấn Thành Ha Ji Won cũng là một trong nhiều gương mặt hot của các game show truyền hình ăn khách hiện nay. Là một nghệ sĩ ngoại quốc đa tài khi ngoài khả năng ca hát, diễn xuất, Ha Ji Won còn khiến nhiều người bất ngờ với sự duyên dáng, hài hước ở vai trò MC, khách mời. Nữ ca sĩ cũng thuộc top những người tham gia nhiệt tình, lăn xả các trò chơi trong nhiều game show truyền hình. Ha Ji Won thường khiến khán giả bật cười bởi những màn đối đáp duyên dáng, tự nhiên, hay những lần nói tiếng Việt rơi vào tình trạng dâu ông này cắm cằm bà kia của Ha Ji trong các game show, cũng khiến khán giả một phen cười nghiêng ngã. Giữ vai trò MC dẫn chương trình cho nhiều game show nổi tiếng, Ha Ji Won vẫn luôn là vị khách đáng mời của nhiều chương trình giải trí khác. Cô nàng được xem là một nhân tố bí ẩn hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho người xem. 5. Lâm Vĩ Dạ. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp duyên dáng, ngoại hình dễ nhìn và gây được thiện cảm, Lâm Vĩ Dạ đã gây ấn tượng trong lòng khán giả qua sự hài hước đáng yêu cũng như nét diễn hài hước, tung hứng nhịp nhàng với các bạn diễn, MC. Sự hoạt ngôn, lanh lợi của nữ diễn viên khiến cô không thể chìm mỗi lần xuất hiện. Không chỉ vậy, bà xã Hứa Minh Đạt còn rất trau chuốt hình ảnh của bản thân. Cô không chỉ là một diễn viên đa tài mà còn được coi là hình mẫu cho những người phụ nữ hiện đại. Bước ngoặt đầu tiên sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ của Lâm Vĩ Dạ chính là Ơn Rời Cậu Đây Rồi cùng với Trường Giang. Từng chạnh lòng vì nghĩ rằng mình chỉ là cái bóng của bạn đồng nghiệp, nhưng không vì điều đó mà cô trở nên lùi bước. Ý chí trong người mẹ hai con ấy ngày một dâng cao. Từ diễn viên quen mặt của khán giả, Lâm Vĩ Dạ có được cơ hội tham gia và phủ sóng dày đặc hơn trong tất cả những game show lớn nhỏ. 4. Khả Như. Đẹp, thông minh và rất dễ thương, Khả Như được khán giả không chỉ trong miền Nam mà cả nước yêu mến. Cô từng có một hành trình theo đuổi nghệ thuật khá gian nan nhưng rồi, chỉ vài năm thôi, người ta thấy Khả Như xuất hiện hàng loạt trên sân khấu kịch, rồi làm MC cho các chương trình, cho các game show, thậm chí viết cả kịch bản cho một số chương trình. Khả Như có tài hoạt ngôn, thông minh, lém lỉnh, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng của con gái. Cô là nghệ sĩ trẻ đa tài. Cô được khán giả ấn tượng với những vai diễn hài đòi hỏi sự tinh tế cao,
Cô cũng ghi điểm trong mắt khán giả trẻ với phong cách ăn mặc sexy, quý phái. Diệu Nhi được các fan hâm mộ xếp ở vị trí thứ 3. Nổi tiếng là một nữ diễn viên duyên dáng và rất giỏi trong việc chọc cười người khác, Diệu Nhi gần như rất dễ dàng trở thành vị khách mời được nhắm đến của loạt game show truyền hình. Chương trình nào có sự xuất hiện của nữ diễn viên gia đình là số 1, thì y như rằng khán giả sẽ có được một trận cười điên đảo. Độ lầy lội và chịu chơi của Diệu Nhi trong các chương trình truyền hình luôn được xếp vào hàng đỉnh cao, khi mà cô nàng thường xuyên phô diễn tài năng ca hát của mình trong bất kỳ game show nào mà cô tham gia. Những phát ngôn hài hước, dí dỏm bất chấp thời điểm của cô cũng khiến người hâm mộ nhiều lần cười ra nước mắt. Phương châm của Diệu Nhi trong mỗi lần tham gia game show là chơi phải chơi hết mình, có như vậy mới khiến người xem vui vẻ được. Nữ diễn viên từng chia sẻ, game show đưa con người thật của cô đến với khán giả. Có lẽ ở những chương trình truyền hình đòi hỏi tính giải trí cao, người xem đã nhìn thấy một hình ảnh Diệu Nhi rất khác, chân thật, đơn giản và đáng yêu như chính con người cô hiện tại, không gượng gạo để hóa thân thành một vai diễn nào đó. Ninh Dương Lan Ngọc được xếp ở vị trí thứ 2. Từ một thời được mệnh danh là nữ hoàng game show, Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên trẻ cực kỳ tiềm năng của showbiz Việt hiện tại khi có trong tay khối gia tài vai diễn đồ sộ. Không tự nhiên mà danh xưng Ngọc Nữ được công chúng đặt cho Lan Ngọc. Chính đời tư sạch sẽ, cùng lối sống hiền hòa và tinh thần cầu tiến không biết mệt mỏi đã khiến cô nàng trở thành gương mặt được nhiều người yêu mến. Không chỉ cực kỳ thành công với vai trò diễn viên, Ninh Dương Lan Ngọc còn chiếm được nhiều tình cảm của khán giả dưới nhiều bộ mặt khác nhau như MC, người mẫu, đặc biệt là khách mời tham gia game show. Thời gian qua, nữ diễn viên gái già lắm chiêu gần như chiếm sóng phần lớn các chương trình truyền hình ăn khách. Nếu vẻ đẹp ngọc nữ bên ngoài của Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người phải ngước nhìn, thì độ chịu chơi của cô nàng ở các game show thực tế lại khiến fan bật cười thích thú. Dù xuất hiện với vai trò khách mời một tập hay tham gia xuyên suốt các game show, Ninh Dương Lan Ngọc đều biết cách khiến người hâm mộ phải nhớ về mình. Sự nhiệt tình, lăn xả cùng độ lầy lội không thua ai của Lan Ngọc khi tham gia các chương trình truyền hình được nhiều người đánh giá cao. Bên cạnh đó thì cách ứng xử duyên dáng cùng lối nói chuyện hóm hỉnh của cô nàng cũng mang lại cảm giác giải trí tốt cho người xem. Không có điều gì bất ngờ khi cái tên Puka được xếp ở vị trí đầu tiên của top 10 kiều nữ game show được yêu thích nhất. Trước khi bén duyên với những game show truyền hình, Puka vốn là nữ diễn viên trẻ đầy tài năng của sân khấu kịch thế giới trẻ và trong khoảng 2 năm qua cô tích cực xuất hiện dày đặc ở các game show truyền hình. Hiện tại, cô luôn cố gắng cân bằng cả hai giữa việc tham gia game show và hóa thân trên sân khấu kịch. Trên game show, cô là một cô gái hài hước, vui vẻ mang lại tiếng cười đến cho mọi người. Còn trên sân khấu kịch, cô lại là nữ diễn viên cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Đối với Puka, sân khấu kịch là nơi tiếp lửa nghề cho bản thân nên dù thế nào, cô vẫn sẽ không từ bỏ nó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ những sản phẩm của kênh. Nhớ like, bấm chuông đăng ký. Nếu có yêu cầu gì hãy để lại những bình luận của mình bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.